Hiếu xin chào cả nhà Hiếu nha. Bữa nay Hiếu review cho cả nhà Hiếu xem một bầy bò ăn trên lô một bờ đê rất chỉ là nhiều cỏ luôn. Đây là một con suối ở trên lô hồ đường suối chảy của cả nhà Hiếu này. Con suối chảy róc rách này rất chỉ là mát cả nhà Hiếu ạ. Đó, nạt con béo luôn. Đấy nghĩ mà đi chánh bò rồi mà xuống mà tắm đi mát chá của mát xuống cả nhà Hiếu ạ. Đó, quay bò ngại ngại đây nhìn cả nhà Hiếu này. Như Hiếu sẽ bắt đầu đi lên trên rồi để quay đàn bò cho cả nhà xem nè. Đó, đừng quý vị đi chạy róc rách rất chỉ là thích xuống cả nhà Hiếu. Đó, cảnh đường rất chỉ là đẹp luôn. Đây chào nắng nóng rồi mà nóng ngay chưa hiểu sẽ đi thẳng đây lên quay đàn bò cho cả nhà Hiếu xem nha. Cả nhà Hiếu xem thấy thích thì ủng hộ cho Hiếu với cả nhà Hiếu nha. Ủng hộ cho Hiếu một đăng ký like chia sẻ với cả nhà Hiếu nha. Đây chỗ đi chứ ngại lắm với cả nhà Hiếu ạ. Đi lên trên đường ngại lắm đi. Ồ, bầy bò chạy bố mất yếu rồi này nhé. Chạy sáng biến tế rồi. Kìa lên được cái dốc như thế này chạy ngờ này cả nhà yếu đi. Ồ chào chù rồi mà rách ngại rồi. Ồ bầy bò chạy sáng biến tế rồi. Ồ đấy là hồ Thường Quý này. Hồ Thường Quý này là ở Hà Tĩnh Miền Trung nha cả nhà yếu. Cảnh quê đẹp tuyệt vời luôn cả nhà Hiếu này. Rồi rồi Hiếu ngược lại ngại cả nhà Hiếu xem rồi. Chào ơi, có trồng cây tràm cây chỉ gỗ luôn. Cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Đàn bò mới đổ chạy sáng đấy cả bay đấy. Chào ơi, đẹp cảnh đẹp tuyệt vời luôn cả nhà Hiếu ạ. Cả nhà Hiếu có gì mới thích là thôi vậy. Cảnh quá đẹp luôn. Bò cả đàn đây. Con mua con này vang đi đến đi. Bò mè bò con này bù đực bù cấy mất chả. Đẹp tuyệt vời luôn. Bò mà đi ăn đi là hơi bị sủi cả nhà yêu đi. Ồ bò mà từng con này đẹp tuyệt vời luôn. Tôi vừa ní vẫn nặng lắm cả nhà yêu ạ. Chừng ngày đi bò con bù ma này đang ngóng ngóng này. Đó chạy rồi bò thả luống đi là vẫn nhạt cả nhà yêu ạ. Mùa này là mùa sinh sản của bò là thì bò đẻ nhiều bù ma đẻ bù con cũng nhiều cả nhà yêu ạ. Thôi đi video của Hiếu đến đây Hiếu xin kết thúc cả nhà yêu nha. Cả nhà yêu xem video nhớ ủng hộ cho Hiếu một đăng ký like và chia sẻ để ủng hộ video tiếp theo cho Hiếu với nha. Hiếu chúc cả nhà yêu ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào cả nhà yêu và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye.